tử không? Hôm nay nhân ngày sám hối đó, tôi chia sẻ cái này. Đây là một cái câu hỏi ở trên Bảo Giác Ngộ. Bản thân chúng tôi cũng hay đọc tin tức trên Bảo Giác Ngộ, và tôi cũng khuyến khích là quý Phật tử chúng ta cũng nên đọc Bảo Giác Ngộ. Ngày xưa là đọc bảo giấy, thì ngày xưa là chúng ta phải đặt bưu điện, nhưng mà bây giờ điện thoại hết rồi. Bây giờ điện thoại chúng ta có thể đọc qua app. Đọc Bảo Giác Ngộ có lợi ích cái gì? Thứ nhất là chúng ta nắm được cái tin tức của Phật giáo, và mình nắm được cái tin đó là cực kỳ chính thống, thấy không? Giống như là VTV1 vậy đó. Vì phải chịu khó đọc Bảo Giác Ngộ, rảnh rảnh mình nên đọc. Thì trên Bảo Giác Ngộ là vừa tin tức mà vừa hai là những cái câu trả lời thế này á, thấp có, cao có, thấp có, nhưng mà đa số thì cũng dễ gần gũi, dễ hiểu. Còn chứ nếu quý vị chúng ta không đọc Bảo Giác Ngộ, quý vị chúng ta chỉ xem những tin tức trôi nổi trên YouTube á, thì cực kỳ tai hại. Thì câu hỏi trong này là như thế này. Tại trên Bảo Giác Ngộ có một cái chuyên mục đó là tư vấn Phật Pháp. Câu hỏi là chưa quý thì có thể tu tập được không? Thì tôi đọc nguyên câu hỏi rồi quý vị ta nghe. Gia đình tôi rất sùng kính đạo Phật. Riêng tôi là tuổi còn trẻ và chưa quy Tam Bảo. Nhưng nhờ thời gian qua nhờ duyên lành được đọc nhiều kinh sách nhà Phật, xem băng đĩa thuyết giảng ở các khóa tu, nên tôi rất muốn tu tập theo pháp môn niệm Phật của tông phái Tịnh Độ. Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy có thể ở nhà tu tập tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào? Tôi đọc cái câu hỏi vì nghe rõ không ạ? Câu hỏi này có chỗ là, tức là cái chỗ này là xém bắn đĩa thuyết giảng. Thì bắn đĩa là bây giờ vì thấy là không còn nữa. Thì không biết đây là nhiều khi là câu hỏi cách đây khoảng 10 năm rồi bây giờ bảo đem ra trả lời lại thì chắc là có thể. Chứ bây giờ là bắn đĩa là không thấy rồi. Mà ở trong này ta nói là hiện tại tôi ở quê, mỗi tội cạc gia vào chùa tụng kinh. Thì chắc cái chữ gia này thì chắc là miền Bắc. Miền Bắc thì ta mới nói về, ta nói cạc gia vào chùa tụng kinh. Thì câu hỏi của người ta là ở chỗ này. Câu hỏi là tôi xin hỏi là người chưa quy y thì có thể nhà tu tập tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào? Thì chúng tôi thấy cái câu này cũng rất là gần gũi nên tôi chia sẻ. Tại vì buổi tối mà 30/1 mới muộn răm, thì vì ở đấy là nhiều thành phần trí thức cũng có thể có, mà thành phần bình dân cũng có, người hiểu Phật Pháp nhiều cũng có, nhưng mà người chưa hiểu gì cũng có. Nên chúng tôi chọn cái câu nó đơn giản nhất có thể. Thì thật ra câu hỏi này nó cũng khó, bất kỳ ai chắc có thể cũng trả lời được. Người chưa có ý thì vẫn có thể tu tập được. Và nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào thì chúng ta đều có thể trả lời được. Nhưng mà cuộc sống này là cái sự lắng nghe đó. Nên chúng ta xem cái tổ tư vấn của Bảo Giác Ngộ ta trả lời như thế nào. Người ta trả lời như thế này. Ta trả lời là quả là bạn đã có căn lành sâu dày với pháp môn Tịnh Độ. Nhờ đọc kinh sách, xem băng đĩa thuyết giảng cùng với những hình ảnh tu tập trang nghiêm của đạo tràng Phật thất mà bạn đã phát tâm tu tập theo pháp môn Tịnh Độ. Thì đầu tiên là ta nói về pháp môn Tịnh Độ. Tại vì cái người hỏi này á, ta nói là tôi rất muốn tu tập theo pháp môn niệm Phật của tông phái Tịnh Độ. Tôi thấy ở đây người ta nói về pháp môn niệm Phật rất là hay. Pháp môn Tịnh Độ lấy việc trì niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật làm căn bản, dựa trên nền tảng niềm tin sâu sắc vào cảnh giới cực lạc trang nghiêm thanh tịnh, đầy đủ phước báo thù thắng.
hành giả phát nguyện do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, ngày đêm tiếp độ chúng sanh, hành giả phát nguyện đời này cũng như mãi về sau nguyện sanh về tịnh độ. Thì tôi lược lược bớt thôi. Thì chúng ta biết rằng đó, pháp tu của Phật giáo Việt Nam thì chủ yếu là ba, còn nhiều nữa nhưng mà mình nói chủ yếu là ba, chủ yếu thôi. Đó là thiền, tình và mật. Thiền tức là thiền tông, ngồi thiền. Thứ hai đó là tình tức là niệm Phật, tình đồ là niệm Phật. Còn thứ ba là mật, là trì chú. Nhưng mà trì chú thì ít, Tây Tạng thì nhiều. Còn là Việt Nam mình chủ yếu thì vẫn là gọi là thiền, tình, song tu. Tức là kết hợp giữa thiền và tình. Thì trong này tiếp tục nói là cách thức tu tập niệm Phật rất đơn giản. Niệm là nhớ nghĩ, tâm niệm. Có thể niệm thầm trong lòng hay niệm thành tiếng sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, niệm càng nhiều càng tốt, càng liên tục không gián đoạn. Thì đó là ta nói về pháp môn niệm Phật. Mà cái đoạn này, Trước kia khi chưa biết niệm Phật, tâm của chúng ta thường hay duyên theo cảnh bên ngoài mà suy nghĩ vẩn vơ, vui buồn, vô định. Đó là một tình trạng tâm hoang vu, không có sự kiểm soát. Thì tâm hoang vu thì vì nghe nó hơi lạ thấy. Giờ đây tâm ta như con thuyền được thả neo, đã được an định nhờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quá trình an trụ tâm vào danh hiệu Phật dẫu đôi lúc bị lãng quên do cảnh trần bên ngoài chi phối, nhưng điều đó không hề gì, cần tiếp tục trở về chánh niệm. Thì đây là ta nói về pháp môn niệm Phật. Cái chỗ này chúng tôi thấy ta nói rất hay, là thường là tâm của chúng ta thường hay duyên theo cảnh bên ngoài mà suy nghĩ vẩn vơ, vui buồn, vô định. Tức là thường là chúng ta nếu mà không cột tâm mà chúng ta vào câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì thường chúng ta hay suy nghĩ vui buồn, suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Còn nếu mà khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta để tâm vào lục từ A Di Đà thì tâm chúng ta sẽ cột vào đó. Giống như là người tu thiền á, khi mà người ta quán sổ tức, tức là người ta theo dõi hơi thở, thì tâm người ta cũng để vào cái hơi thở, thì người ta không có suy nghĩ lăng xăng, không có suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Nhưng mà nói như thế thì cũng không phải đơn giản. Ở trong này thì cũng nói là lúc đầu thì hay thất niệm, hay quên, nhưng về sau thì mà chánh niệm liên tục thông suốt. Tức là phải có cái sự dùng công của quý vị. Ngay ở đây thì tôi cũng nhắc là cái bên chỗ đào tràng mà tu mặt con trai đó, thì cũng mong là quý vị chúng ta về chùa, khi mà chúng ta về chùa tu tập, ngoài thời gian mà chúng ta ở chánh điện nè, ngoài thời gian mà chúng ta ở chánh điện mà chúng ta lễ Phật, chúng ta niệm Phật, thì chúng ta cũng phải bớt nói chuyện. Vì còn bớt nói chuyện thì chúng ta mới giá tâm vào công niệm Phật A Di Đà, đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị chưa, nhiều khi phải quý vị mà bản thân chúng tôi nữa, nhưng mà quý vị chưa tới niềm hay không niềm nó mình chưa biết, đúng không? Trong lòng mình có niềm hay không niềm chứ biết, nhưng mà miệng mình cứ nói liên tục thì có đâu mà niềm, đúng không? Nên là bây giờ mình ngày mà tu tập mà con trai này, một tháng có 2 ngày là ngoài thời gian ở chánh điện mà lễ Phật niệm Phật, là ngoài thời gian còn lại chúng ta phải bớt đó quý vị, phải bớt đó. Ở đây người ta đang nói về pháp môn niệm Phật. Và tiếp theo thì ta nói là riêng về vấn đề quy y, cổ nhiên bạn cần tìm đến một ngôi chùa nào gần nhất để quy tam bảo. Sau đó nếu muốn tụng kinh ở nhà thì bạn thỉnh Phật về thờ ở gia đình và đọc tụng kinh điển trước bàn thờ Phật. Kinh tụng thường là kinh A Di Đà, bản tiếng Việt và các bài sám để khích lệ sức tận tu tập niệm Phật ngày càng tinh tấn. Tức là ở đây người ta nói là
chưa quy y thì vẫn có thể tu tập được, nhưng mà cũng nên nên đến một ngôi chùa nào gần nhất để chúng ta quy tam bảo. Thì đây là cái câu trả lời, câu trả lời của Bảo Giác Ngộ về tổ tư vấn Bảo Giác Ngộ về vấn đề tức là chưa quy y thì có thể tu tập được hay không và nên. Thì trong này tôi thấy chúng tôi thấy trả lời còn thiếu một phần, tức là thiếu cái phần nói là Phật tử phải học giáo lý. Trong này chỉ nói là tụng kinh, và trong này là nói kinh A Di Đà và các bài sám nguyện, thì có thể người ta cũng trả lời nó lược bớt vắn tắt. Thật chỉ là tụng kinh A Di Đà không là chưa đủ, không, kinh A Di Đà thì chưa đủ, chúng ta phải là học giáo lý thêm, phải học những bài giáo lý căn bản để chúng ta có thể hiểu được. Khi chúng ta hiểu được thì chúng ta có cái niềm tin, và niềm tin từ cái sự hiểu biết thì chúng ta sẽ cái niềm tin chúng ta chắc thật. Nói như thế thì cũng có nghĩa là những người mà có hiện tại chúng tôi biết là có nhiều người ta rành về giáo lý rất là rành, nhưng mà dưới góc nhìn của mình thì người ta cũng đi lầm đường lạc lối, nhưng mà đó là cái góc nhìn của mình thôi. Còn góc nhìn của họ thì mỗi người có cái nhân duyên. Và nhân đây tôi nhắc thêm một điều nữa là chúng tôi có hồi chiều chúng tôi tỉnh quy y, tỉnh là chia sẻ, nhưng mà cũng chưa có chia sẻ. Đó là trong đạo Phật đó, có một cái bài giáo lý nói về gọi là tự quy tự y, vì nghe tôi nói rõ là tự y hay còn gọi là tự y pháp. Quý vị nào còn nghe cái đó chứ? Tự y pháp. Tự y pháp là gì? Tức là bốn pháp nương tựa. Nhưng mà trong đó có một cái đầu tiên mà quý vị chúng ta có thể thỉnh thoảng là có nghe, đó là y pháp bất y nhân. Có nghe không ạ? Có nghe đúng không? Cái đó nằm trong tự y, tức là y pháp bất y nhân. Y pháp là gì? Tức là chúng ta nương tựa vào pháp chứ không phải dựa vào người nhé. Thì đấy là trong tự ý của đạo Phật á, tự bộ pháp nương tựa cái đầu tiên là cái y pháp bất y nhân. Chỉ cần mình hiểu được một cái chỗ này thôi thì mình thấy cuộc sống rất là bình yên. Y pháp bất y nhân. Ngay cả Đức Phật cũng nói là hãy lấy chánh pháp làm ngọn đèn, hãy lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, đừng nương vào người, không nương tựa. Ngay của Đức Phật cũng nói là đừng nương tựa vào Đức Phật, không. Đức Phật chỉ nói ta chỉ là người dẫn đường, ta chỉ người là đưa ngón tay để chỉ mặt trăng, còn pháp là phương tiện mà hướng đến mặt trăng. Nên hiện tại bây giờ thì Phật tử chúng tôi cũng hay chia sẻ, quý Phật tử là cũng có một cái tề như thế này, tức là khi chúng ta đã nương vào một vị thầy, một sư cố nào rồi thì thường là chúng ta thân tường cái vị đó, và chúng ta cho rằng tất cả những gì mà thầy đó, sư cố đó nói đều là đúng. Không phải, xin thưa đừng. Nên tôi vẫn khuyến khích Phật tử chúng ta nên nghe pháp ít nhất là 2 đến 3 vị thầy. Để làm gì? Để chúng ta đối chiếu, quý vị hiểu. Thì cách Đức Phật là 26 thế kỷ, ngay cả các vị tổ, cái vị tổ của Ấn Độ, của Trung Quốc vẫn là nhìn về đạo Phật dưới một cái góc nhìn, dưới một cái khía cạnh. Mà nếu hôm nay chúng ta học Phật chỉ qua người thầy của mình hoặc qua người sư cố của mình thì tai hại quá, là hơi phiến diện và hơi một góc. Thì trở lại cái điều mà chúng tôi chia sẻ, tức là đó là y pháp có kinh nhân, nương tựa vào pháp chứ không nương tựa vào người. Và khi chúng ta hiểu như thế rồi thì có một người nào đó, một thầy, một sư cô nào đó có làm gì đó mà mình thấy có vấn đề, có sai thì điều đó vẫn rất bình thường. Thì đó là chúng ta thấy sai nhé, chưa chắc đã sai nhé quý vị nhé, chưa chắc. Không phải nói như thế là chúng ta báo biện, nhưng mà chưa chắc. Thì cuộc sống này có nhiều cái chúng ta nhìn mà nhưng vẫn chưa đúng. Và nổi tiếng nhất đó là cái nhìn của Khổng Tử về người học trò của mình, tức là Nhan Hồi. Và thỉnh thoảng trước chúng tôi có kể câu chuyện, tức là gọi là
gọi là cái niêu cơm của Khổng Tử, cái nồi cơm của Khổng Tử. Khổng Tử có nhiều khi nhìn học trò mình còn sai, không? Huống gì chúng ta, nhiều khi chúng ta nhìn nó chưa đúng đó, không? Chưa đúng. Mà dù có đúng đi nữa, thì chúng ta cứ y pháp bất y nhân. Chúng ta nương tựa vào pháp, nương tựa vào lời dạy của Đức Phật, chứ chúng ta không nương tựa vào bất kỳ một người nào, không? Và người ta chỉ là người hành pháp, người ta cũng chỉ là người đang tu tập, người ta cũng là người đang chuyển hóa, thì đôi khi nó cũng tránh khỏi. Và chúng ta cách Phật lâu xa, cách Phật là 26 thế kỷ, thì có những vấn đề nó không tránh khỏi. Thì tôi chia sẻ một vài điều để vì người ta vững tin, người ta tu tập. Còn cái đề tài tối hôm nay chúng tôi chia sẻ đó là chưa quy thì có tu tập được hay không, thì xin trả lời đó là được. Thì chúng tôi xin dừng lại ở đây và chúc quý vị ta tu tập tinh tấn. Xin chào tất cả.